Dạ vâng, xin chào toàn thể tất cả các bác và toàn thể tất cả anh em. Thì như hôm qua thì em có giới thiệu cho tất cả bác chi tiết về chiếc loại Yamaha có mã là B2360. Thì em lên video thì cũng đã có khách chốt con này nha. Thì con này thì em chốt gửi về Hà Giang. Đấy, gửi anh Thanh ở Hà Giang nha. Nguyên combo gồm cả hộp luôn nha. Hộp phụ kiện gồm dây ổ cắm, quạt và những cái đầu jack như thế này, đầu đưa chích cực kỳ là chất lượng của Nhật hết nhiều quá nha. Từ Nhật về luôn. Đó. Về chi tiết con này thì hàng rất là đẹp rồi. Em đã quay video cho tất cả bác xem ở cái video trước. Bây giờ thì em sẽ đi vào test hoạt động và chất âm của sản phẩm trước khi là gửi lên đường cho bác chú chúng ta. Đây là nút nguồn vào nha. Đấy. Quạt nó là quạt cảm biến nhiệt nha. Đấy. Rồi, rồi lê đã ngắt, đèn Bluetooth ngắt nha. Lên nhạc nha bác nha. Kênh bên em hát đi dù mây hạ phương, tôi hát chơi luôn nha. Họ chẳng là ok nha các bác nha. Hoạt động ok. Bây giờ thì em lắp vào thùng luôn và đóng gửi cho tất cả các bác nha.
Các bác nào có nhu cầu mua đại công suất nhập Mỹ và cũng như là những dòng loa karaoke thì liên hệ của Hồng qua số điện thoại cho mình nha. Em rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau nha.